Xin chào mọi người đã trở lại với kênh bài thuốc siêu ngắn ha. Thì hôm nay thì kênh của mình quay cho các bạn xem một cái loại cây được mang tên là cây sầu đâu nha các bạn. Dành cho những người bạn nào mà đang bị ngứa nè, rồi nổi sải nè, rồi trái rạ này nọ các bạn, thủy đậu luôn á. Thì các bạn có thể là dùng cái đọt non của cái cây sầu đâu này ha. Như thế này nè. Các bạn lấy cái lá sầu đâu này nè, các bạn đi nấu thành cái nước ấm ha. Và các bạn để nguội nha các bạn, rồi sau đó mọi người tắm trên người của mình các bạn ha. Nó thì cái mùi hôi của nó các bạn, nó sẽ giúp cho cái mẩn ngứa ở trên cái cơ thể của mình thì nó sẽ hết ha. Thậm chí mà em bé của mình đó các bạn mà nó bị nổi sải đó, các bạn không cần cho uống thuốc gì đâu, mọi người lấy cái nước này nè, mọi người nấu, mọi người tắm là nó hết à. Trái rạ này nọ cũng hết nữa nữa các bạn. Đó. Thì các bạn có thể xem kỹ cây sầu đâu ha. Ở đây mình có mấy cây luôn á, để cũng để dành đó các bạn. Đây nè, để mình quay cho các bạn xem. Nè, chúng ta lựa những cái đọt non như thế này nha. Non non như thế này nè, già cũng được nhưng mà thường thường người ta lấy non. Cỏ này nè, rồi mọi người nấu nước lại ha, sau đó mọi người tắm thôi, dễ lắm, không có gì khó. Một khi kênh mình thì chủ yếu là chia sẻ cho các bạn những cái bài thuốc mà nó ngắn ngắn thôi, tại vì tên kênh là bài thuốc siêu ngắn mà. Thì bạn nào thấy hay hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình ha. Đó. Nè các bạn dòm kỹ cây sầu đâu nha. Để có nhiều bạn người ta đâu có biết cây sầu đâu là cái cây gì đâu. Đó. Cái mùi này khi bứt ra nó rất là hôi nha các bạn ha. Nó rất là hôi. Rất nồng, rất khó chịu, khi mình tắm rồi nó bốc cái mùi hôi lên là mình thấy mình cũng khó chịu rồi. Nhưng mà tắm vô là hết nha các bạn ha. Đây, sầu đâu nè. Rồi thì video mình chia sẻ nhanh cho bạn tới đây thôi nha. Rồi mình cũng xin được là mến chào nha.